Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình Bản tin Tổng giáo phận Hà Nội. Bản tin tổng hợp từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Giáo sứ Phùng Khoang kỷ niệm 21 năm cung hiến nhà thờ. Thông báo chương trình 24 giờ cho Chúa năm 2024. 1.000 thanh niên Kitô giáo đi đảng thánh giá ở Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình. Sau đây là phần tin trong Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý vị, tại phân khoa thần học của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ vào lúc 17 giờ 45 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Quý thầy được trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ thuộc hai lớp thần học năm 1 và năm 2. Qua thánh lễ, các thầy được mời gọi sống xứng đáng với thừa tác vụ mà giáo hội trao ban. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh về ý nghĩa của việc lãnh nhận tác vụ giúp lễ và đọc sách. Đức Tổng giám mục chia sẻ, việc lãnh nhận hai tác vụ này giúp quý thầy tiến tới gần bàn thờ hơn, sống lời Chúa một cách cụ thể hơn, cố gắng hơn, hiệu quả hơn. Các thầy sẽ nhân danh giáo hội, làm việc vì lợi ích của giáo hội và đồng thời thấm nhập con tim, tâm hồn khi xứng lên lời Chúa và khi phục vụ bàn tiệc thánh thể. Sau bài giảng, nghi thức trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ mở đầu với việc xướng tên quý thầy lãnh nhận các thừa tác vụ. Trong nghi thức trao thừa tác vụ đọc sách, Đức Tổng giám mục Giuse trao sách kinh thánh cho các thầy như dấu chỉ trao nhận lời Chúa. Kế tiếp, Đức Tổng giám mục trao bình đựng mình Thánh Chúa cho các thầy lãnh tác vụ giúp lễ như dấu chỉ chấp thuận cho quý thầy phục vụ bàn thánh. Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, bề trên Tổng giáo phận Hà Nội, đã gặp gỡ và huấn đức quý thầy chủng sinh tại phân khoa triết học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong bài huấn đức, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ với quý thầy chủ đề ý nghĩa của sự linh thánh. Trước hết, Đức Tổng giám mục gợi lên những suy tư về sự linh thánh. Kế đến, Đức Tổng giám mục Giuse còn đưa ra sự phân biệt giữa linh thánh và thánh thiện. Sự thánh thiện là đích điểm, là lý tưởng của người tin vào Thiên Chúa, còn sự linh thánh tự nhiên mà có. Nên thánh là biết cộng tác với Thiên Chúa để nên giống người. Liên hệ đến sự linh thánh trong đời sống linh mục, Đức Tổng giám mục mời gọi anh em chủng sinh hãy biết trân trọng việc cử hành thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ và đời sống cầu nguyện. Sau bài chia sẻ, thầy đại diện anh em chủng sinh có lời cảm ơn và chúc mừng ngày lễ kính thánh Giuse, quan thầy của Đức Tổng giám mục Giuse sắp tới. Bí tích thánh thể, hiến lễ tình yêu, đó là niềm tin sắc tín của cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ Xuân Bảng, Đồng Sơn, Cát Thuế, Chuân Trung và giáo họ Cốc Trung trong ngày chầu thánh thể cầu nguyện cho Tổng giáo phận vào Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024. Ngày chầu tại các giáo xứ giáo họ thêm phần hiệp nhất và liên đới khi có sự tham dự của các giáo xứ trong và ngoài giáo hạt. Sáng sớm thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024, giáo xứ Phủ Lý và Châu Thủy khởi hành chuyến thiện nguyện yêu thương đến với giáo họ Triềng Ân thuộc giáo xứ Mường La, giáo phận Hưng Hóa. Đây là một bản làng thuộc dân tộc Hơ Mông, có 501 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân danh. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Vượt qua hơn 400 km, đoàn thiện nguyện đã đến được với giáo xứ Mường La sau hơn 10 giờ di chuyển. Từ giáo xứ lên giáo họ Triềng Ân là một chặng đường dài 40 km quanh co. Dẫu cuộc sống vật chất nơi đây còn nhiều khó khăn, nhưng hoa trái đức tin vẫn đang trổ sinh mãnh liệt. Đến giáo họ Triềng Ân, đoàn hiệp dâng thánh lễ cùng cộng đoàn giáo họ sở tại. Thánh lễ được cử hành bằng hai thứ tiếng, tiếng Kinh và tiếng Hơ Mông. Dẫu hoàn toàn khác biệt về ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ đức tin của những người con cùng một cha trên trời đã làm cho các cử hành phụng vụ trở nên thật trang nghiêm, sốt mến. Sau thánh lễ, với sự tài trợ của một gia đình ân nhân từ Hà Nội, đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị hơn 2.000 bát phở cho tất cả anh chị em từ các bản trở về với giáo họ Triềng Ân. Bên cạnh đó, đoàn còn trao tặng bà con nơi đây hạt giống và những vật phẩm thiết yếu. Từng món quà trao đi thể hiện sự hiệp thông, liên đới và tràn đầy tình yêu thương. Ước mong mầm sống đức tin sẽ ngày càng lớn lên, cắm rễ sâu và trổ sinh nhiều hoa trái nơi bản làng Triềng Ân, Mường La.
Vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2024, cha xứ Giuse Trần Viết Tiềm đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 21 năm cung hiến nhà thờ giáo xứ Phùng Khoang thuộc giáo hạt chính tòa. Đồng tế với ngài có cha Anton Phan Đình Tặng, sự hiện diện của quý sơ và anh chị em giáo dân. Lễ cung hiến nhắc nhở người tín hữu, ngôi nhà thờ này đã được sức dầu để dâng cho Chúa, cho nên tất cả cử hành trong ngôi nhà thờ này đều là thánh thiện và hướng về Thiên Chúa. Trong lời mở đầu thánh lễ, cha xứ Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ngôi nhà thờ vật chất mà các bậc tiền nhân đã để lại và tạ ơn Chúa vì qua bí tích rửa tội, tâm hồn mỗi người được trở nên đền thờ của Ngài. Trong bài giảng khởi đi từ 3 bài đọc thánh kinh, cha xứ chia sẻ ý nghĩa của việc cung hiến nhà thờ, phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật như thế nào và phải sống sao để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa được xây trên đá tảng là Đức Kitô. Thánh lễ cử hành trong bầu khí trang nghiêm, biểu lộ niềm tin sống động và lòng mến thiết tha của cộng đoàn tham dự. Được biết, ngày 25 tháng 2 năm 2003, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã long trọng cung hiến bàn thờ và nhà thờ giáo xứ Phùng Khoang với tước hiệu Đức Mẹ Mần Côi. Trong tông sắc dung mạo lòng thương xót năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tổ chức 24 giờ cho Chúa, từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy, trước Chúa Nhật 4 mùa chay. Theo Đức Thánh Cha, đây là thời gian thiêng liêng, quý báu, giúp nhiều tín hữu, trong đó có các bạn trẻ, nhận ra lòng thương xót của Chúa qua việc trầu mình Thánh Chúa và lãnh nhận bí tích hòa giải. Từ khi chương trình 24 giờ cho Chúa được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập, nhiều giáo xứ và cộng đoàn trong Tổng giáo phận Hà Nội đã hưởng ứng và cử hành cách sốt sắng, sinh động. Năm nay, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên mời gọi quý cha và mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục truyền thống tốt đẹp này. Chương trình 24 giờ cho Chúa năm nay cụ thể như sau. 1. Ý cầu nguyện cho năm mục vụ canh tân các hội đoàn đạt kết quả tốt đẹp. 2. Thời gian, từ chiều thứ 6 đến chiều thứ 7 tuần 3 mùa chay, tức ngày 8 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024, 24 giờ cho Chúa kết thúc trước thánh lễ chiều thứ 7. 3. Các hội đoàn hoặc các nhóm thay phiên nhau chầu mình Thánh Chúa liên tục và xin quý cha giải tội cho các tín hữu. 4. Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các cha quản hạt xem xét và cổ võ việc tổ chức 24 giờ cho Chúa trong giáo hạt của mình. Các giáo xứ gần nhau có thể tổ chức chầu mình Thánh Chúa chung và các cha thay nhau giải tội cho các tín hữu. Giáo xứ và cộng đoàn nào vì lý do thích đáng, chẳng hạn do quá ít người không thể chầu mình Thánh Chúa trọn vẹn 24 giờ thì ít ra có thể tổ chức chầu mình Thánh Chúa vài giờ. Nơi nào không thể chầu mình Thánh Chúa qua đêm thì có thể ngưng việc chầu mình Thánh Chúa lúc nửa đêm và tiếp tục chầu mình Thánh Chúa vào sáng hôm sau. Kính thưa quý vị, chương trình Giờ Kinh Gia Đình do Ủy ban Gia đình Tổng giáo phận Hà Nội kết hợp với Ban Truyền thông Tổng giáo phận thực hiện tiếp tục duy trì vào mỗi tối các ngày trong tuần vẫn nhận được sự hưởng ứng và cộng tác nhiệt tình của cộng đoàn. Bước sang tháng 3, Giờ Kinh Gia Đình sẽ tiếp tục tại các gia đình thuộc giáo xứ Hà Thao, giáo hạt Phú Xuyên. Kính mời quý cộng đoàn cùng hiệp thông theo dõi. Sau đây là tin giáo hội Hoàn Vũ. Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu ngày 23 tháng 2, đông đảo người trẻ đã mang một làn gió mới đến cho đường phố của thành cổ Jerusalem kể từ sau cuộc xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái. Khoảng 1.000 thanh thiếu niên từ các trường Kitô giáo đã đi bộ trên đường thương khó trong thành cổ Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình và thắp lên hy vọng. Sáng kiến có tựa đề Con đường thập giá, con đường hòa bình và có sự tham gia của 12 tổ chức. Cha Francesco Patton bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, Đức Tổng giám mục Andolfo Tito Eliana cũng có mặt. Chặng đăng thánh giá bắt đầu tại nhà thờ Flagellation và kết thúc tại nhà thờ Chúa Cứu Thế. 8 chặng đầu tiên diễn ra dọc theo đường thương khó. Tại mỗi chặng, sau khi đọc lời Chúa và cầu nguyện, hai bạn nhỏ thả một đôi chim bồ câu. Đây là dấu hiệu cầu nguyện cho hòa bình và tự do. Cha Ibrahim Frantas, giám mục trường Tetra Santa cho biết, hàng năm, chúng tôi tổ chức đi đăng thánh giá với học sinh của các trường. Năm ngoái, sự kiện này đã gây được tiếng vang đặc biệt. Các em học sinh đeo khăn đỏ, màu của máu, với bức tượng Chúa Giêsu bị phá hoại vài tuần trước đó trong khuôn viên của khu phức hợp Flagellation. Năm này cũng vậy, chặng đầu tiên đã diễn ra xung quanh bức tượng đó. Nhưng năm nay các em quàng khăn trắng, màu của hòa bình. Dòng chữ Da Nobis Pacem Domine xin ban cho chúng con hòa bình tạo thành hình chữ thập trên khăn. Các chặng từ 9 đến 14 diễn ra tại nhà thờ Chúa Cứu Thế dòng Francisco.
Mỗi chặng này một bài suy niệm ngắn gọn về món quà của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại, thậm chí cho những người đã bách hại Ngài. Kết thúc, Đức cha Andolfo Tito Illana ban phép lành và nói rằng chặng đăng thánh giá khuyến khích người trẻ luôn kiên định trong niềm hy vọng. Ngài mời gọi mọi người kiên trì gõ cửa Chúa bằng lời cầu nguyện của mình, để Ngài tác động đến những người có trách nhiệm với những cuộc xung đột thực thi nhiệm vụ của mình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe lịch công giáo. Lịch công giáo Tổng giáo phận Hà Nội từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024. Ngày mai, 3 Chúa Nhật 3 mùa chay, ca vịnh tuần 3, Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức khảo hạch các dự tòng lần thứ nhất cho những người lớn sẽ lãnh nhận bí tích khai tâm vào đêm vọng phục sinh sắp tới. Sứ chính tòa Hà Nội, Hoàng Xá, Tiêu Thượng, An Hòa, họ Hội Động và họ Ích Vị chầu Minh Thánh không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng. 4 thứ 2, Thánh Casimia. 5 thứ 3, 6 thứ 4, thứ 4 đầu tháng, kính Thánh cả Giuse. 7 thứ 5, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Thứ 5 đầu tháng, ngày các linh mục. 8 thứ 6, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Cử hành 24 giờ cho Chúa từ chiều ngày thứ 6 và kết thúc trước lễ chiều thứ 7. 9 thứ 7, Thánh Francisca Roma, nữ tu. 10, Chúa Nhật 4 mùa chay, ca vịnh tuần 4. Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức khảo hạch các dự tòng lần thứ 2 cho những người lớn sẽ lãnh nhận bí tích khai tâm vào đêm vọng phục sinh sắp tới. Sứ Giang Xá, Chợ Nội, Gia Trạng, Trung Trí, họ Cao Sơn, họ Tiên Lữ, họ Sâm Dương chầu Minh Thánh. Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc 5A và kinh tiền tụng về người mù từ khi mới sinh. Trong các thánh lễ Chúa Nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp người nghèo và các giáo họ nghèo trong Chúa Nhật sau, không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, theo tin mừng Thánh Gioan, Đức Giêsu đã 3 lần tham dự lễ vượt qua trong cuộc đời hoạt động công khai của người. Lễ vượt qua thứ nhất có liên quan đến việc tẩy uế đền thờ. Lễ vượt qua thứ hai liên hệ
với phép lạ hóa bánh ra nhiều, và cuối cùng lễ vượt qua với cái chết và phục sinh của Người. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe trong Chúa Nhật ba mùa chay 5B trình bày cho chúng ta việc Đức Giêsu tẩy uế đền thờ diễn ra trong lễ vượt qua thứ nhất của Người, khi Người bắt đầu sứ vụ công khai. Khi chứng kiến những hành động tẩy uế đền thờ của Đức Giêsu, người Do Thái chất vấn Đức Giêsu: "Ông lấy dấu chỉ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi ba ngày tôi sẽ xây dựng lại." Dấu chỉ của Đức Giêsu là thập giá và phục sinh. Với thập giá và phục sinh, người trở thành vị thiết lập nên lối phụng tự đúng đắn. Đức Giêsu tự xác định cho hành động của mình bằng cuộc khổ nạn. Đó là dấu chỉ mà Người ban cho Israel và toàn thể thế giới. Câu nói của Đức Giêsu còn mang một ý nghĩa sâu xa. Đền thờ ở đây ám chỉ đến thân thể Đức Giêsu. Thế nên việc phủ nhận Đức Giêsu, việc đóng đinh Người, có nghĩa là đền thờ đã chấm dứt. Thời gian của đền thờ đã qua rồi. Một phụng tự mới sẽ đến trong một đền thờ không do tay người phàm xây dựng. Đền thờ này chính là thân thể Người. Đó là Đức Giêsu phục sinh, đứng quy tụ muôn dân và kết hợp tất cả vào mình và máu Người. Đóng đinh Đức Giêsu cũng đồng nghĩa với việc tàn phá đền thờ cũ. Với cuộc phục sinh của Người, việc tôn thờ Thiên Chúa bắt đầu với một dạng thức mới, không còn ở trên núi này hay núi nọ nữa, nhưng ở trong thần khí và chân lý. Thưa cộng đoàn, các môn đệ của Đức Giêsu cũng ngợi cho chúng ta thấy lý do dẫn thân của Đức Giêsu dẫn đến hành động tẩy uế của Người. Khi các ông nhớ lại lời đã được ghi trong Kinh Thánh: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân." Đó là lời được rút ra từ Thánh Vịnh Khổ Nạn 6-8. Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã ngập tới cổ con. Âu cũng vì Ngài mà con bị người đời thóa mạ. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân. Nhiệt tâm lo cho nhà Chúa đã dẫn Đức Giêsu đến cuộc khổ nạn, đến cây thập giá. Người đã chuyển đổi nhiệt tâm muốn phục vụ Thiên Chúa bằng bạo lực thành nhiệt tâm của thập giá. Như thế, Người đã thiết lập tiêu chuẩn quyết định cho lòng nhiệt thành đích thực. Đó là nhiệt thành của tình yêu dâng hiến chính bản thân mình. Chúng ta là những người Kitô hữu cũng phải định hướng lòng nhiệt thành của chúng ta theo lòng nhiệt thành của Đức Giêsu. Đó chính là lòng nhiệt thành của tình yêu dâng hiến. Thưa cộng đoàn, của cải cứu độ của Đức Giêsu khác với hàng hóa của các thương gia đổi tiền và buôn bán súc vật. Đây mới là sự tẩy uế đền thờ đích thực. Đức Giêsu vào đền thờ không phải như một kẻ phá hoại. Người đến với quà tặng cứu rỗi. Người dẫn thân cho những kẻ yếu đuối, tàn tật, những người bị loại ra ngoài lề xã hội. Người cho thấy Thiên Chúa là đấng yêu thương, và quyền lực của Người là quyền lực của tình yêu. Chuyên mục Lời Chúa và gợi ý suy niệm vừa rồi đã khép lại bản tin Tổng giáo phận Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!